Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thưa Ngài, cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Putin cách chức các chỉ huy trong bối cảnh không chiếm lại được các đầu cầu của quân Ukraine ở Kherson. Hai chỉ huy Nga đã bị cách chức vì không chiếm lại được các khu vực phía nam Ukraine đã bị mất trong cuộc phản công của Kyiv vào mùa hè năm ngoái, theo các nguồn tin thân điện Cẩm Linh. Tư lệnh quân đoàn tổng hợp số 18 của Nga đang chiến đấu gần Krynki ở phía nam Kherson đã bị sa thải, cùng với chỉ huy của trung đoàn súng trường cơ giới số 70 đang chiến đấu gần Robotyne ở tỉnh Zaporizhia, theo các blogger quân sự Nga cho biết. Người đầu tiên là trung tướng Arkady Mazoy. Mặc dù nhà lãnh đạo đơn vị sau không được kênh Telegram Ozinoy nêu tên trong một bài đăng được chia sẻ bởi các blogger quân sự nổi tiếng khác vào hôm thứ Hai, 15 tháng 4. Trong bản cập nhật mới nhất, Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ gọi tắt là ISW cho biết, cho đến nay, quân đoàn tổng hợp thứ 18 của Nga đã thất bại trong cố gắng đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine và nỗ lực đẩy lực lượng của Kyiv khỏi bờ đông sông Dnipro của vùng Kherson, nơi họ thiết lập một đầu cầu chiến thuật vào tháng 11. Cả hai đơn vị đều không giành lại được các lãnh thổ mà lực lượng Ukraine đã chiếm được ở tỉnh Zaporizhia và Kherson trong cuộc tấn công mùa hè năm ngoái. ISW cho biết các bộ phận của trung đoàn súng trường cơ giới số 70 đã bị suy thoái đáng kể trong các cuộc phản công định kỳ nhằm chiếm lại lãnh thổ xung quanh Robotyne kể từ tháng 9 năm 2023. Tổ chức nghiên cứu Washington DC cho biết, Mạc Tư Khoa có thể đang hy vọng ban lãnh đạo mới sẽ dẫn đến giành được lãnh thổ xung quanh Robotyne và Krynki để họ có thể tuyên bố rằng họ đã xóa bỏ kết quả của cuộc phản công của Ukraine. Diễn biến này xảy ra sau khi Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky nói rằng Nga đã đặt mục tiêu chiếm thị trấn Chasivya, ngay phía tây thành phố Bakhmut bị Nga tạm chiếm, trước ngày 9 tháng 5, là dịp ngày chiến thắng, đánh dấu vai trò của Liên Xô trong việc đánh bại Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Ông nói rằng, quân đội Nga đang cố gắng đột phá phía Tây Bắc Mút trong nỗ lực tiếp cận kênh đào Seversky Donetsk để chiếm Chasivya và tiến xa hơn về phía Kramatorsk. Việc thực hiện kế hoạch của đối phương bị cản trở bởi sự phòng thủ anh dũng của các chiến binh của chúng ta, Seversky cho biết như trên hôm Chủ nhật. Đồng thời ca ngợi quân đội Ukraine đã bỏ xuống đất theo đúng nghĩa đen, trấn áp các cuộc tấn công hàng ngày của đối phương. Bình luận của ông được đưa ra sau cảnh báo ông đưa ra tuần trước rằng tình hình ở mặt trận phía đông Ukraine đã xấu đi đáng kể trong những ngày gần đây khi Nga tăng cường tấn công ở phía đông kể từ cuộc bầu cử tổng thống vào tháng trước. Johnson lên kế hoạch bỏ phiếu riêng tại Hạ viện về viện trợ Israel-Ukraine. Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Johnson plans separate House votes on Israel-Ukraine aid. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Phương Thảo. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson có kế hoạch tổ chức các cuộc bỏ phiếu riêng biệt trong tuần này về các gói hỗ trợ mới cho Israel và Ukraine nhằm mục đích tập hợp các liên minh mong manh để hỗ trợ cả hai đồng minh đang gặp khó khăn. Động thái này nhằm vượt qua sự phản kháng của các thành viên quốc hội chống đối việc hỗ trợ Kyiv và giải quyết cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái gần đây của Iran vào Israel. Bloomberg đưa tin, bằng cách tận dụng cảm giác cấp bách của nhiều nhà lập pháp Hoa Kỳ để sát cánh cùng Israel sau vụ tấn công, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson muốn đánh giá quyết tâm của các phe phái cực đoan trong việc ngăn chặn viện trợ cho Ukraine. Dân biểu Cộng hòa quá khích Marjorie Taylor Greene của Georgia đã đe dọa sẽ kích hoạt một cuộc bỏ phiếu để loại bỏ Chủ tịch Hạ viện nếu bất kỳ sự hỗ trợ nào cho Ukraine được xem xét tại Hạ viện. Vào ngày 15 tháng 4, thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Karine Jean-Pierre cho biết trong một cuộc họp ngắn rằng chúng tôi sẽ không chấp nhận một dự luật viện trợ riêng cho Israel. Một dự luật viện trợ riêng thực sự sẽ không giúp ích được gì cho Israel và Ukraine. Nó thực sự sẽ trì hoãn những viện trợ cần thiết.
John Pierre lưu ý, đồng thời kêu gọi Hạ viện thông qua dự luật viện trợ trị giá 95 tỷ Mỹ Kim cho Israel, Ukraine và Đài Loan. Việc Mỹ chậm trễ hỗ trợ Ukraine đã ảnh hưởng trực tiếp đến chiến trường, dẫn đến việc mất thành phố tiền tuyến quan trọng Avdiivka với tình hình leo thang ở mặt trận phía đông và việc Nga tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh việc Quốc hội Mỹ không phê duyệt viện trợ quân sự có thể khiến Ukraine thua cuộc. Lãnh đạo đa số Thượng viện Mỹ Chuck Schumer cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden và các lãnh đạo Quốc hội đã đạt được sự đồng thuận vào ngày 14 tháng 4 về nhu cầu cấp thiết của Quốc hội là nhanh chóng cung cấp viện trợ cho Israel và Ukraine. Schumer bày tỏ sự lạc quan rằng các hành động sẽ được thực hiện trong tuần này để hỗ trợ cả hai quốc gia như ông đã đề cập trong cuộc họp báo ở New York. KH-69 là gì? Hỏa tiễn hành trình cận âm mới của Nga nguy hiểm hơn, Dagger. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề What is KH-69? Russia's new subsonic cruise missile worse than Dagger. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thúy Nga. Việc Mạc Tư Khoa triển khai một loại hỏa tiễn hành trình mới ở Ukraine đã làm dấy lên lo ngại rằng Vladimir Putin hiện nay sở hữu một loại vũ khí nguy hiểm hơn so với hỏa tiễn đạn đạo siêu thanh Dagger, nhanh hơn mà Tổng thống Nga từng khoe khoang trước đó. Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ, gọi tắt là ISW, hôm thứ Sáu cho biết Nga đang sản xuất và triển khai một hỏa tiễn hành trình cận âm mới, được đặt tên là KH-69, nhằm tiếp tục bắn phá cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Lần đầu tiên Ukraine đề cập đến việc Nga sử dụng chúng là vào tháng 2, mặc dù đã có những trường hợp cá biệt vào năm ngoái. Cơ quan nghiên cứu Washington DC cho biết hỏa tiễn cận âm không đối đức đã được sử dụng trong cuộc tấn công hôm thứ Năm nhằm phá hủy máy biến áp, tuabin và máy phát điện của nhà máy nhiệt điện Chibirska ở Kyiv. Mặc dù không nhanh bằng hỏa tiễn đạn đạo siêu thanh phóng từ trên không, KH-47M2 Kinzhal, từ tiếng Nga có nghĩa là dao găm. Cơ quan truyền thông Defense Express của Ukraine đưa tin rằng KH-69 xét về những hậu quả của nó đối với người Ukraine có thể nguy hiểm hơn. Cơ quan truyền thông cho biết mặc dù có tốc độ cận âm và có đầu đạn nhỏ hơn KH-47M2, một trong 6 loại vũ khí siêu thanh được ông Putin tiết lộ năm 2018, việc Nga sử dụng hỏa tiễn KH-69 có thể được coi là một tai ương tồi tệ hơn đối với Ukraine. Lực lượng Nga có thể phóng KH-69 từ khoảng cách 240 dặm cách xa mục tiêu của họ. ISW cho biết con số này vượt quá phạm vi ước tính trước đó là 190 dặm và gấp đôi phạm vi 120 dặm của biến thể KH-59MK2 gần đây nhất. Ngoài phạm vi mở rộng, KH-69 còn có thể được phóng từ máy bay chiến thuật Sukhoi, Su-34 và Su-35, vốn phổ biến hơn máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-95MS và máy bay đạn chặn MiG-31K, thường được sử dụng trong các cuộc tấn công hỏa tiễn. Phát ngôn nhân không quân Ukraine, Đại úy Ilya Lavsash, cho biết KH-69 là phiên bản cải tiến của hỏa tiễn hành trình KH-59 mà Mạc Tư Khoa đã sử dụng để nhắm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine trong vài tuần qua. Tuy nhiên, ông nói rằng khả năng sản xuất hỏa tiễn của Nga phụ thuộc vào việc họ có thể được cung cấp các phụ tùng quan trọng hay không, và Mạc Tư Khoa khó có thể sản xuất chúng nhanh hơn so với các hỏa tiễn khác được sản xuất trong nước. Ông nói rằng các lực lượng Ukraine vẫn đang phát triển các phương pháp chống lại KH-69, nhưng các hệ thống phòng không Patriot có thể sẽ đánh chặn được chúng. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Đức hôm thứ Bảy thông báo rằng họ sẽ cung cấp một hệ thống Patriot khác để tăng cường hơn nữa khả năng phòng không của Ukraine sau các cuộc không kích gần đây của Nga. Israel đưa ra mối đe dọa mới đối với Mỹ. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Iran issues fresh threat to US.
Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Iran đã cảnh báo Israel về một cuộc tấn công lớn hơn nếu nước này trả đũa cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và hỏa tiễn của Iran, đồng thời nói thêm rằng các căn cứ của Mỹ sẽ trở thành mục tiêu nếu Washington hỗ trợ Israel trong bất kỳ hoạt động quân sự nào chống lại Tehran. Iran đã bắn hơn 300 máy bay không người lái và hỏa tiễn vào Israel vào cuối ngày thứ Bảy để đáp trả cuộc tấn công ngày 1 tháng 4 mà nhiều người đổ lỗi cho Israel nhằm vào tòa lãnh sự quán Iran ở Damascus, Syria, khiến 12 người thiệt mạng, trong đó có hai tướng cao cấp của Iran. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, lực lượng Mỹ đã giúp Israel bắn hạ gần như toàn bộ máy bay không người lái và hỏa tiễn. Ông cho biết, ông sẽ triệu tập một cuộc họp của các đồng minh vào Chủ nhật để điều phối một phản ứng ngoại giao thống nhất trước các cuộc tấn công trắng trợn của Iran. Thiếu tướng Mohammad Hossein Bakri, tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran, nói với truyền hình nhà nước rằng phản ứng của Iran sẽ lớn hơn nhiều so với hành động quân sự tối nay nếu Israel trả đũa Iran. Bakri nói rằng Iran đã liên lạc với Mỹ thông qua Đại sứ quán Thụy Sĩ, nơi giải quyết các lợi ích của Mỹ ở Iran khi không có quan hệ ngoại giao, rằng bất kỳ sự ủng hộ nào cho hành động trả đũa của Israel chống lại Iran sẽ khiến các căn cứ khu vực của Mỹ trở thành mục tiêu. Nếu Mỹ tham gia vào các hành động gây hấn tiếp theo của Israel thông qua các căn cứ mà họ có ở khu vực Trung Đông hoặc các cơ sở quân sự mà họ có trong khu vực, và thông tin này được xác nhận với chúng tôi, thì các căn cứ của họ trong khu vực sẽ không còn an toàn, anh nói. Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cho biết nước này đã dạy cho Israel một bài học khó quên. Ông cũng cảnh báo rằng bất kỳ hành động mới nào chống lại lợi ích của Iran sẽ gặp phải phản ứng cứng rắn và đáng tiếc. Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian cho biết nước ông không có ý định tiếp tục hoạt động quân sự chống lại Israel. Ông gọi cuộc tấn công là thực thi quyền phòng thủ hợp pháp, đồng thời nói thêm rằng nó cho thấy đường lối có trách nhiệm của Iran đối với hòa bình và an ninh khu vực và quốc tế. Ông nói thêm, vào thời điểm này, Cộng hòa Hồi giáo Iran không có ý định tiếp tục các hoạt động quân sự, nhưng nếu cần, họ sẽ không ngần ngại bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình trước bất kỳ hành động xâm lược mới nào. Trong cuộc gặp với các đại sứ nước ngoài hôm Chủ nhật, Emir Abdollahian cho biết, Iran không tìm cách tấn công vào các lực lượng hoặc căn cứ của Mỹ, theo hãng thông tấn Tasnim. Tuy nhiên, ông cho biết, những nơi có căn cứ của Mỹ đã được cảnh báo rằng nếu không phận hoặc lãnh thổ của họ được Mỹ sử dụng để hỗ trợ hành động quân sự của Israel, thì các căn cứ đó sẽ trở thành mục tiêu. Ông nói, chúng tôi nhấn mạnh rằng chúng tôi chưa bao giờ hoan nghênh sự leo thang căng thẳng trong khu vực. Hôm nay chúng tôi đã nói với Tòa Bạch Ốc rằng hoạt động của chúng tôi có giới hạn và nhằm mục đích trừng phạt chế độ phục quốc Do Thái. Iran và Israel từ lâu đã tiến hành một cuộc chiến tranh trong bóng tối. Nhưng cuộc tấn công hôm thứ Bảy là lần đầu tiên Iran tiến hành một cuộc tấn công quân sự trực tiếp từ lãnh thổ của mình vào Israel. Chúng tôi đã chặn được họ. Cùng nhau chúng ta sẽ giành chiến thắng. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết như trên, nhưng vẫn chưa rõ Israel sẽ phản ứng như thế nào. Nó xảy ra khi căng thẳng trong khu vực lên đến mức cao nhất kể từ khi Israel phát động cuộc chiến chống lại Hamas ở dải Gaza 6 tháng trước. Sau cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 khiến 1.200 người ở Israel thiệt mạng và 250 người khác bị bắt làm con tin. Kể từ đó, cuộc tấn công của Israel ở Gaza đã giết chết hơn 33.000 người Palestine. Hãng tin AP đưa tin, dẫn lời các quan chức y tế địa phương. Cuộc tấn công mới nhất của Nga vào Kharkiv khiến 2 người thiệt mạng và ít nhất 4 người bị thương. Hôm thứ Ba 16 tháng 4, Thống đốc Oleksiy Nihobov đưa tin lực lượng Nga đã tấn công làng Lukyansk ở tỉnh Kharkiv bằng một quả bom dẫn đường trên không, khiến 2 người thiệt mạng và ít nhất 4 người bị thương. Các khu định cư ở tỉnh Kharkiv phía đông bắc Ukraine hứng chịu các cuộc tấn công hàng ngày của Nga do nằm gần tiền tuyến và biên giới với Nga. Senior Hubov cho biết trên Telegram rằng Nga đã tấn công một cơ sở giáo dục
ở Lukiansk vào khoảng 2 giờ chiều giờ địa phương. Hai người đã thiệt mạng và số người bị thương đang được xác định. Tất cả các nạn nhân đều là dân thường. Theo Senior Hubov, số thương vong dân sự tăng lên vào khoảng 4 giờ 45 chiều giờ địa phương khi hai phụ nữ 63 và 66 tuổi và hai người đàn ông 38 và 65 tuổi được xác nhận bị thương. Lukiansk nằm cách Kharkiv, thủ phủ của khu vực, khoảng 20 cây số về phía đông bắc và chỉ cách biên giới với vùng Belgorod của Nga vài cây số. Quân đội Nga đã tấn công vào 15 khu định cư ở Kharkiv trong đêm và ngày 14 tháng 4, giết chết một phụ nữ 57 tuổi và làm bị thương một phụ nữ khác. Senior Hubov đưa tin trước đó. Zelensky tuyên bố Nga tiếp tục được tiếp cận phụ tùng hỏa tiễn, máy bay không người lái. Trong diễn từ gửi quốc dân đồng bào tối thứ Hai ngày 15 tháng 4, Tổng thống Volodymyr Zelensky than thở rằng viện trợ quân sự cho Ukraine vẫn còn bị hạn chế, trong khi Nga tiếp tục được tiếp cận các thành phần quan trọng cần thiết để sản xuất hỏa tiễn và máy bay không người lái. Mỗi hỏa tiễn nhắm vào Ukraine chứa ít nhất hàng chục phụ tùng, thiết bị, điện tử, chip do các công ty từ các nước khác cung cấp và nhập khẩu qua lãnh thổ các nước láng giềng của Nga. Tất cả những điều này phải và có thể bị ngăn chặn. Chúng ta phải ngăn chặn việc dung túng khủng bố và chặn đứng khả năng của những kẻ khủng bố tìm kiếm đồng minh trên khắp thế giới và chặn đứng bản thân sự khủng bố của Nga dưới mọi biểu hiện của nó. Zelensky nói thêm rằng thực tế là các lệnh trừng phạt chống lại Nga vẫn đang bị phá vỡ và Ukraine đã chờ đợi viện trợ quân sự của Mỹ trong nhiều tháng, khiến cho sự tự tin của những kẻ khủng bố cũng đã tăng lên trong nhiều tháng. Ông nói, chúng ta không thể lãng phí thêm thời gian nữa. Viện trợ của Mỹ cho Ukraine đã bị trì hoãn kể từ mùa thu năm 2023 do nhiều phiên bản khác nhau của dự luật viện trợ nước ngoài đã bị trịch hướng do những bất đồng về an ninh biên giới. Một số thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã từ chối ủng hộ gói viện trợ về mặt nguyên tắc, chủ trương phản đối viện trợ cho Kyiv. Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược liên tục do không có sự hỗ trợ thêm. Trong cùng bài phát biểu, ông Zelensky cũng cho rằng tình hình hiện tại trên chiến tuyến ở Ukraine ngày càng khó khăn, đặc biệt là hướng Donetsk bị Nga tạm chiếm. Trước đó cùng ngày, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky cho biết giới lãnh đạo quân sự Nga đặt mục tiêu chiếm thị trấn Chazivtsia, ngay phía tây Bakhmut, bị Nga tạm chiếm ở tỉnh Donetsk vào ngày 9 tháng 5. Vào ngày 9 tháng 5, Nga kỷ niệm ngày chiến thắng, một ngày lễ quân sự quan trọng đánh dấu chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Syrsky cho biết quân đội Nga đang tập trung nỗ lực đột phá phía tây Bakhmut bị tạm chiếm. Ông giải thích rằng họ đang cố gắng tiếp cận kênh Seversky-Donetsk, một tuyến đường thủy nhân tạo ở phía nam con sông Seversky-Donetsk, và chiếm giữ Chazivtsia để tiến xa hơn về phía vùng đông dân cư Kramatorsk. Syrsky nói kế hoạch của đối phương đang bị cản trở bởi sự phòng thủ anh dũng của các lữ đoàn của chúng ta, những người đã tự đào sâu vào lòng đất theo đúng nghĩa đen, ngăn chặn các cuộc tấn công hàng ngày của đối phương. Kyiv cho biết Nga đặt mục tiêu chiếm được mục tiêu quan trọng mới trong vài tuần tới. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề, Russia aiming to capture new critical target in weeks. Kyiv. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Tổng tư lệnh Ukraine cho biết các lực lượng Nga hy vọng sẽ chiếm được khu định cư phía đông Chasivtsia trong vài tuần tới sau khi ông cảnh báo giao tranh ở miền đông Ukraine đã trở nên tồi tệ hơn đáng kể. Quân đội Nga đang nỗ lực chiếm Chasivtsia trước ngày 9 tháng 5. Tư lệnh quân đội Ukraine, Đại tướng Oleksandr Syrsky cho biết như trên hôm Chủ nhật 14 tháng 4. Thị trấn nằm ở phía tây Bakhmut, nơi quân Nga chiếm được vào tháng 5 năm 2023, sau nhiều tháng giao tranh gay gắt và đẫm máu. Viện Nghiên cứu Chiến tranh gọi tắt là ISW đánh giá hôm thứ Bảy rằng
việc chiếm được Chasivya sẽ cho phép Nga tấn công vào vành đai các thành phố pháo đài quan trọng về mặt hoạt động của Ukraine. Viện này cho biết, Nga hiện đang ở vùng ngoại ô phía đông của Chasivya. Những thành phố pháo đài này, phần lớn, nằm ở phía tây của tiền tuyến hiện tại, chạy dọc từ Sloviansk đến Kramatorsk, sau đó xa hơn về phía nam, đến Drukika và Kostiantynivka. Tổ chức nghiên cứu này cho biết, việc chiếm giữ Chasivya cũng có thể giúp Nga cắt đứt khu định cư Kostiantynivka, cách tiền tuyến khoảng 12 km hoặc chỉ hơn 7 dặm. Điều này sẽ làm tổn hại đến xương sống phòng thủ của Ukraine ở khu vực Donetsk. Việc Nga tấn công lực lượng phòng thủ của Ukraine dọc theo mặt trận phía đông diễn ra trong lúc mối lo ngại ở Kyiv về tương lai viện trợ quân sự của Mỹ, một cột trụ quan trọng hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Ukraine ngày càng sâu sắc. Một gói trị giá 60 tỷ Mỹ Kim đã bị trì hoãn tại Quốc hội do đấu tranh chính trị nội bộ, chỉ vài tuần trước khi một cuộc tấn công được dự đoán của Nga sẽ diễn ra sớm nhất là vào cuối tháng 5. Các quan chức Ukraine và các nhà phân tích phương Tây cho rằng việc thiếu các nguồn lực quan trọng như đạn dược đã hạn chế khả năng của Ukraine trong việc chống lại các hoạt động của Nga. Tư lệnh quân đội cho biết Mạc Tư Khoa đang cố gắng xuyên thủng hệ thống phòng thủ của chúng tôi ở phía Tây Bakhmut, giành quyền kiểm soát Chasivya và tạo điều kiện để tiến xa hơn về phía thành phố Kramatorsk của Donetsk, thành phố nằm ở phía Tây Bắc Chasivya. Sersky cho biết Ukraine đã tăng cường phòng thủ, bao gồm hệ thống tác chiến điện tử, sử dụng máy bay không người lái và cung cấp đạn dược dọc mặt trận phía đông. Trong suốt hơn 25 tháng chiến tranh toàn diện, khu vực phía đông Donetsk của Ukraine vẫn là điểm nóng của các cuộc đụng độ, sự thất thủ của Bakhmut năm ngoái và việc chiếm được Avdiivka, thành trì cũ của Ukraine vào tháng 2 năm 2024, là hai chiến thắng lớn nhất của Nga trong năm qua. Cả hai đều nằm ở Donetsk. Sersky cho biết hôm thứ Bảy rằng Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào mặt trận phía đông chạy qua Donetsk trong tháng qua. Ông nói thêm như trên rằng giao tranh dọc khu vực tiền tuyến này trở nên tồi tệ hơn đáng kể trong những ngày gần đây. Sersky cho biết Nga đang tích cực tấn công gần thị trấn Liman của Donetsk phía bắc Bakhmut và dọc tuyến phía tây nam Bakhmut về phía thành phố Porozh phía tây nam Bakhmut. Mạc Tư Khoa đang sử dụng hàng chục xe tăng và xe chiến đấu bộ binh để cố gắng xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine, nhà lãnh đạo quân đội cho biết thêm. Tổ chức nghiên cứu ISW cho biết hôm thứ Bảy rằng Nga dường như đang đặt sự nhấn mạnh thay thế vào những nỗ lực của mình xung quanh Liman, Chasivya và Pokrovsk. ISW cho biết thêm, các lực lượng Ukraine đã phòng thủ thành công trước các nỗ lực tấn công cấp độ hoạt động kiểu này trước đây của Nga khi họ có các nguồn lực mà Mỹ hiện đang giữ lại. Viện nghiên cứu đánh giá, các lực lượng Ukraine hiện đang phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt đáng kể cả đạn pháo và phương tiện phòng không. Cả hai đều là những thành phần quan trọng trong hệ thống phòng thủ của họ. Và các lực lượng Nga đang tận dụng những sự thiếu hụt này cũng như điều kiện thời tiết được cải thiện. Sersky cho biết hôm thứ Bảy rằng các hoạt động của Nga đã được hỗ trợ bởi thời tiết khô ráo, ấm áp, khiến hầu hết các khu vực chống trải trên địa hình đều có thể tiếp cận được với xe tăng. Thăm dò, một nửa thanh niên Pháp sẵn sàng chiến đấu ở Ukraine để bảo vệ nước Pháp. Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Poll, Half of French Youth Willing to Fight in Ukraine to Defend France. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thúy Nga. Theo một cuộc thăm dò do tờ báo Pháp Le Parisien công bố vào ngày 12 tháng 4, hơn một nửa số công dân trẻ Pháp sẽ chiến đấu ở Ukraine để bảo vệ nước Pháp. Viện Nghiên cứu Chiến lược Quân sự, gọi tắt là IRSEM, và Tổng cục Chiến lược và Quan hệ Quốc tế, gọi tắt là DGRIS, đã khảo sát 2.300 thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 25 vào mùa hè năm ngoái. Các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng Pháp đã đặt câu hỏi, nếu việc bảo vệ nước Pháp yêu cầu nước này tham gia vào cuộc chiến ở Ukraine, liệu bạn có sẵn sàng bảo vệ đất nước của mình không? Trong số những người được hỏi, 51% nói có, trong đó có 17% chắc chắn đồng ý và 34% trả lời có thể có.
Công dân trẻ Pháp cũng ủng hộ việc triển khai quân đội Pháp tới Ukraine hơn thế hệ cũ. Trong cuộc khảo sát, 31% thanh niên có suy nghĩ tích cực về việc triển khai quân Pháp ở Ukraine, trong khi chỉ có 17% những người trên 50 tuổi đồng tình. Trước mối đe dọa hạt nhân của Nga, 69% người tham gia bày tỏ lo ngại về một cuộc chiến tranh hạt nhân. Gần một nửa cho biết việc sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại một quốc gia trong một cuộc chiến tranh lớn là có thể chấp nhận được. Với việc Ukraine đang phải đối mặt với những khó khăn trên chiến trường, bị cản trở bởi nguồn tài trợ chậm trễ từ Mỹ và thâm hụt vũ khí, một số nước Âu Châu ngày càng lo ngại rằng chiến tranh có thể lan rộng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 14 tháng 3 gọi việc Nga xâm lược Ukraine là vấn đề sống còn đối với Pháp và Âu Châu. Vào tháng 2, Tổng thống nói rằng ông sẽ không loại trừ khả năng đưa quân phương Tây tới Ukraine. Estonia và Cộng hòa Tiệp cũng cho rằng Âu Châu không nên bác bỏ ý tưởng triển khai quân đội cho các nhiệm vụ phi chiến đấu. Ukraine không yêu cầu quân đội phương Tây, mà thay vào đó yêu cầu thêm viện trợ quân sự để giúp đỡ binh sĩ Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói với đài truyền hình Pháp BFM TV hôm 11 tháng 3 rằng bao lâu Ukraine còn cầm cự được, quân đội Pháp có thể ở lại lãnh thổ Pháp. Zelensky nói với Mỹ, cuộc tấn công của Iran vào Israel là lời cảnh tỉnh để củng cố các đồng minh của Mỹ. Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Zelensky to US, Iran's attack on Israel is wake-up call to fortify America's allies. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc tấn công của Iran vào Israel tối thứ Bảy là một lời cảnh tỉnh để Washington tiếp tục hỗ trợ các đồng minh của Mỹ. Điều quan trọng là Quốc hội Hoa Kỳ phải đưa ra những quyết định cần thiết để tăng cường sức mạnh cho các đồng minh của Mỹ vào thời điểm quan trọng này. Zelensky nói sau vụ tấn công hỏa tiễn và máy bay không người lái của Tehran vào Israel trong đêm, ám chỉ sự chậm lại gần đây của viện trợ và những tác động dây chuyền mà nó có thể gây ra đối với an ninh toàn cầu. Ukraine lên án cuộc tấn công của Iran vào Israel bằng cách sử dụng máy bay không người lái và hỏa tiễn Shahed, Zelensky nói, và đưa ra sự tương đồng giữa chiến thuật của Tehran và chiến thuật mà Mạc Tư Khoa sử dụng để chống lại Ukraine. Kêu gọi các nhà lãnh đạo quốc tế thực hiện mọi nỗ lực để ngăn chặn sự leo thang hơn nữa cuộc chiến ở Trung Đông, nhà lãnh đạo Ukraine lập luận rằng các hành động của Ukraine đe dọa toàn bộ khu vực và thế giới, giống như hành động của Nga đe dọa một cuộc xung đột lớn hơn. Và sau đó ông đưa ra quan điểm của mình về Ukraine. Lời nói không ngăn được máy bay không người lái và không đánh chặn được hỏa tiễn, chỉ có sự hỗ trợ hữu hình mới làm được điều đó. Ông cũng đề cập đến một gói viện trợ lớn của Mỹ đã bị cản trở bởi sự tranh cãi giữa các đảng phái trong Quốc hội Mỹ, khi sự ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraine nói chung đã mất đà trong những tháng gần đây. Hôm thứ Bảy, Đức cuối cùng đã đồng ý gửi hệ thống phòng không Patriot tới Kyiv để giúp bảo vệ Ukraine khỏi hỏa tiễn đạn đạo của Nga. Nhưng Berlin vẫn tiếp tục từ chối cung cấp hỏa tiễn hành trình Taurus. Trong tháng qua, chính phủ Kyiv đã kêu gọi Mỹ và các đối tác phương Tây khác gửi thêm lực lượng phòng không tới Ukraine khi Nga bắn phá nước này bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái. Nếu xung đột ở Trung Đông leo thang, một số nhà quan sát tin rằng điều đó sẽ làm tổn hại đến sự ủng hộ cho các nỗ lực chiến tranh của Kyiv. Maxim Skipchenko, Chủ tịch Trung tâm Đối ngoại Xuyên Đại Tây Dương Ukraine, nói với Politico trong một cuộc phỏng vấn rằng một cuộc xung đột rộng hơn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của Ukraine. Ông nói, nếu các nguồn lực được chuyển sang Israel, thì còn lại ít hơn cho Ukraine. Bất cứ cuộc xung đột nào tiêu tốn các nguồn tài nguyên mà Ukraine cần đều ảnh hưởng tiêu cực đến chúng tôi. Ông đặc biệt lưu ý đến các hệ thống phòng không, cũng như đạn pháo và các vật tư quân sự khác. Mặt khác, Skipchenko nói thêm, cuộc tấn công của Iran vào Israel có thể củng cố nỗ lực của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson trong việc thuyết phục nhiều đảng viên Cộng hòa thông qua dự luật bổ sung an ninh quốc gia đang bị trình trệ, trong đó sẽ cung cấp hỗ trợ quân sự cho Israel, Ukraine và Đài Loan. Skipchenko nói, gói viện trợ riêng cho Israel trước đây không thành công,
Vì vậy, việc kết hợp nó với viện trợ cho Ukraine có thể là đường lối khả thi duy nhất. Lý do rất thuyết phục. Israel phải đối mặt với các cuộc tấn công bằng cùng loại vũ khí mà Iran cung cấp cho Nga. Kể từ cuộc tấn công của Iran, bản thân Johnson đã nhấn mạnh sự ủng hộ của ông đối với việc thông qua gói hàng. Các đảng viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện và Đảng Cộng Hòa hiểu sự cần thiết của việc sát cánh cùng Israel, Johnson nói với Fox News hôm Chủ nhật. Chúng tôi sẽ thử lại trong tuần này và các chi tiết của gói đó hiện đang được tổng hợp lại. Chúng tôi đang xem xét các phương án cho tất cả các vấn đề bổ sung này. Sự miễn cưỡng của phương Tây trong việc cung cấp tài chính và vũ khí xảy ra vào thời điểm các lực lượng của Mạc Tư Khoa đang đạt được tiến bộ trên chiến trường và Putin mới vừa giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử bị bóp méo, đang tận dụng mọi cơ hội để tăng cường tấn công. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.